chào mừng các bạn đã quay trở lại với tâm linh Việt ngày hôm nay như thường lệ hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với những câu chuyện huyền bí tâm linh xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nên hay không nên gọi hồn người đã mất có nên gọi hồn người chết đây là băn khoăn của rất nhiều gia đình vì ai cũng muốn biết người thân của mình sau khi mất sẽ ra sao khỏe hay yếu còn vương vấn oán hận gì không có nguyện vọng làm gì đã được siêu thoát chưa hay đôi khi con cháu cũng muốn gọi để nhắn nhủ vong linh giúp đỡ trên giường thế. Gọi hồn là gì? Gọi hồn là việc kêu gọi linh hồn của một người chết đã quay về nói chuyện với người đang sống. Người ta tin rằng có một số khả năng đặc biệt có thể giao lưu với được người thế giới tâm linh mà ta thường vẫn gọi là thầy cúng hoặc một số người có khả năng nhạy cảm khái niệm ngồi hồn được hiểu như sau nhà ngồi cảm sẽ làm phép để linh hồn người đã chết có thể nhập vào xác của một người còn sống qua đó bình thường có thể giao lưu nói chuyện được với linh hồn của người đã khuất thể xác đó có thể chính là thầy cúng cũng có thể là người nhà của người đã khuất cho dù là nhập vào ai thì sau khi hồn đã nhập vào người đó giống như biến thành người đã chết kia có thể nói đủ thứ chuyện mà chỉ những người trong gia đình mới biết thậm chí giọng điệu phong cách cũng y hệt Tuy nhiên một số người cẩn thận cho rằng để cho hồn nhập vào người nhà mình đáng tin hơn là nhập vào thầy cúng. Cách phân biệt các vong hồn nhập thể, ma quỷ nhập người, ma quỷ yêu quái nhập và chiếm giữ xác không phải không có, nhưng nó vô cùng hy hữu. Để mọi người có thêm hiểu biết về những hiện tượng này, tránh bị thầy bà giả danh kiếm tiền, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về cách thức vận hành của những điều trên. Loại đầu tiên là cưỡng ép. Loại bị cưỡng ép là do dương khí người đó suy yếu quá mức mà âm khí con ma quỷ muốn nhập vào lại quá mạnh, khi đó âm quái sẽ lợi dụng vào cơ thể yếu nhất có để kích động, có thể là một cơn phẫn nộ, một trạng thái tuyệt vọng xúc động, lúc đó thì tâm trí bị suy yếu nhất sự kiểm soát. Từ chủ bản thân ở dạng cực âm sẽ dùng hết thầy năng lực của nó ùa vào trên đỉnh đầu để xâm nhập lấn át thần thức người đó. Thần thức sẽ bị dồn nén về một nơi nào đó trong tâm thức, lúc này âm quái sẽ cố gắng kiểm soát cơ thể của con người để thực hiện những điều nó khao khát mà không làm được. Tuy nhiên do đây không phải là cơ thể của nó và nhiều trăm năm qua nó không sở hữu. Một cơ thể hữu hình cho nên dù đã lấn nát làm chủ cơ thể đó, nhưng nó không hoàn toàn kiểm soát được. Như một người chưa biết lái xe nhưng ngồi sau xe lái vậy. ca muốn xe qua trái, cái xe càng qua phải. Cho nên nó tức tối, lồng lộn, gầm gừ, gào thét. Nhiều năm không giao tiếp phần không kiểm soát được thân thể mới nên không nói được, mà chỉ gầm gừ thể hiện thái độ bằng hành động. Đôi lúc nó lơ đánh thì thần thức bị nhập ấy, lấy lại được thế thắng có thể nói chuyện giao tiếp với người thân quen. Trường hợp này không phải hiếm nhưng tiếc rằng nhiều người không tin tâm linh cho nên không chịu cách. Đặc biệt là khi rơi vào trạng thái này thì âm quái sẽ không bao giờ chịu từ bỏ thân thể đó. Phần nữa nếu muốn từ bỏ cũng không tự làm được. Cho nên nếu ông bà thánh nào nói chuyện vanh vách với con ma nhập và người khác mà mọi người nghe được hoặc kêu gọi nó đầu hàng xuất xa là lừa gạt những người mê tín, chứ không phải có thật. Loại thứ hai là mời gọi. Mời gọi là loại cực kỳ ngu xuẩn và u mê. Đó là các trường hợp áp vong gọi hồn cầu cơ. Loại này vận hành theo nguyên lý là tâm ta tự làm suy yếu cho âm quái chế ngự. Lúc đó chỉ có tâm bị chế ngự còn thân thể vẫn bình thường. Loại này có khi là bị lẫn lộn, cầu người này như người khác nhập vào. Loài này có thể nói được chủ yếu là vì các vong linh chưa lâu, nhưng khi có khi là chẳng mà chỉ có thể gào khóc, đó là bị chấn niệm hay bị tội nơi âm ti. Thứ hai là thần thánh nhập sát phàm. Mọi người nên đọc kỹ và nhớ rõ vì đây là cách miêu tả người giả danh mượn thần để hù dọa người mê tín. Thần tiên có thể nhập xác phàm, còn thánh tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Thánh là bậc giác ngộ từ tứ thánh quả, là bậc đại trí thoát lìa khỏi tam giới luân hồi nên nếu muốn độ chúng có thể tùy nghi hiển hiện bất cứ đâu thì cần gì phải mượn xác nhất là một bậc thánh đắc đạo thì sự trong sạch trong tâm thức lẫn hình thể chỉ có xác phàm nào có thể đủ đức hạnh cho nhập vào thần tiên thì muốn hiển linh tuy nhiên cũng là rất vất vả và công phu phàm là đối với thân thể một phàm nhân không thể đủ độ tinh khiết thanh sạch với họ Trường hợp nhập vào để đội chúng tôi đã chứng kiến, đó là một con trâu cứu cả một đoàn người trên núi cấm. Lúc đó mưa lớn một đoàn người hành trình lên núi bị mưa to nên trú dưới một gốc cây. Chẳng may gió lớn gốc cây bật mạnh. Về hướng nhóm người đang ngồi, sân thần thấy cảnh nhập vào con trâu buộc gần đó, chạy ùa lại, đỡ lấy thân cây. Lạ là nó bị thân cây lớn mấy vòng người ôm không để không xòe, đập mạnh vào lưng nhưng không có hề hấn gì. Ở đây tôi muốn nói rằng nếu không phải là bất kỳ dĩ thần, tiên không được phép nhập vào xác phàm, mà khi nhập vào phải làm việc gì đó lớn lao, đó là còn chưa nói đến các vị thần đang tại vị trên thiên giới, không thể tùy tiện rời bỏ chức vụ và chỉ xuống hạ giới được vào những giờ nhất định. Bồ tát La Hán hóa xanh độ chúng, lại có hạng giả sử yêu ma quỷ quái tự xưng mình là Phật, Bồ tát La Hán hóa xanh hạ phàm độ chúng mọi người chớ có tin vì một nguyên tắc là khi chư vị hóa sanh độ chúng duy trì một mục đích là thực hiện một hạnh nguyện nào đó cho dù sanh chứ không phải là để được xưng danh ca tụng bởi nếu còn háo danh ham tiếng thì không thể nào đắc được quả tiên còn nếu đã đắc quỵ quả thì sẽ loại bỏ được những gã chấp những hư dối những huyến hoặc của phàm trần cho nên mọi người nên bình tâm mà suy xét khi hóa sanh độ chúng bản thân của vị thánh cũng không còn nhận ra mình chỉ biết rằng khi có một động lực rất lớn thôi thúc bản thân làm những việc thiện một cách vô tư không vụ lợi toan tính một khí nguyện viên mãn thì bậc thánh ấy sực nhận ra được chính mình nhưng đó cũng là một lúc họ nhập diệt lìa xa cõi tục mà bắt đầu những hạnh nguyệt khác với thân thể ở một hoàn cảnh khác trong quá khứ có không ít trường hợp như thể quan thế âm hiện thêm thị kính như di lọc bồ tát hiện thân bố lạ hòa thượng cho nên mọi người sau khi đọc xong bài này ngẫm có ít cho thân quyến bạn hữu thì hãy chia sẻ cho họ để mọi người sáng suốt phá vô minh hiểu tam giới không còn để những người bất lương vờ làm thầy bà đang tâm trục lợi có nên gọi hồn người chết không theo phật giáo người chết rồi quan trọng nhất là được sớm đầu thai coi âm chỉ như một trạm rừng nghỉ ngơi không mai ở đến mãi nên không nên chú trọng quá có người đầu thai hay người vừa chết, còn không thì nội trong 49 ngày sẽ đầu thai. Có những trường hợp sẽ lâu hơn, mà nhiều khi lâu hơn là do người trần níu kéo, lên gõi trời thì không gọi hồn được và địa ngục người xúc sinh không gọi hồn được. Chỉ có tái sinh, lên gói thần hoặc ngạ quỷ mới có thể. Thông thường gọi hồn thì hồn ấy thường là ngạ quỷ, vì các cô đồng thì chưa đủ sức chịu những vị thần. Tái sinh hồn có thể về, nhưng khẳng định được hồn ấy là bố mẹ thân nhân của mình không thì chưa biết. Tự xưng là người thân nhà họ cũng chưa biết nói chuyện mọi chuyện nhà mình. Nếu chỉ hỏi người chết có thiếu gì không, có ước nguyện gì không, có ích vì sau khi đầu thai họ đã quên sạch. Còn nếu đang ở ngạ quỷ mà chúng ta khơi gợi lòng tham trong họ thì không biết bao giờ mới có thể thoát được. Người chết càng hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân đáng lẽ nên di đầu thai để có cuộc sống mới thì cứ vất vưởng lang thang cộng thêm việc người thân gọi hồn làm níu kéo chậm chế để việc đầu thai. Thành ra lúc này không những không có lợi mà còn có hại thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người thân sớm được đầu thai vào cõi tốt hơn. Chính vì vậy nên nhà Phật cấm chung cho khỏi hồn, hay để người chết được yên. Cho nên muốn tốt cho người đã khuất thì tốt nhất làm việc tốt tạo phước, trì kinh, niệm Phật, sám hối cho vong hồn người đã mất. Đúc kết một số quy luật của cõi âm. Một dù thiêu hay chôn thì nếu làm đúng thủ tục, người chết vẫn sẽ siêu thoát. Nếu thiêu hãy nghe tiếp bài sau. Hai, Thông qua đốt hương, các linh hồn có thể giao tiếp với người sống, có thể di chuyển ăn uống, thực tế thức ăn đem đi cúng ăn thì cảm giác mùi vị không được ngon. Ai có khả năng nhìn thấy ma sẽ thấy ma thế nào? Ba, Người sống làm nghề gì thì khi chết làm nghề đó? 4. Tiền vàng âm phủ quần áo giày dép đều dùng được. Ô tô, xe máy, họ không dùng được do không có xăng xe, điện lưới, sóng điện thoại. Định bỏ ra 10 đồng mua đồ mã cho người đã mất, thì chỉ nên mua 5 đồng còn 5 đồng, hãy đi giúp đỡ những người nghèo khổ để tạo phước. Kinh nghiệm nên thiêu hay chôn người đã khuất Chết thiêu hay chôn tốt Hòa táng có siêu thoát không Hòa táng theo đạo Phật Có tốt hay xấu Khi thiêu người chết có nóng không Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Và qua chia sẻ kinh nghiệm thực tế Hôm nay muốn nói về việc Có nên hòa táng không Mình chỉ nói cho mọi người tham khảo Nếu không thì cứ bỏ qua Tại sao mình lại biết Vì mẹ mình đã mất khoảng 2 năm Khi ra đi cũng theo một cách mà đúng ra là rất khó siêu thoát đó là tự vẫn. Đã đó xin nghỉ học ở nhà đọc kinh cầu siêu cho mẹ. Trong 49 ngày đầu, về sau mẹ mình về bảo là đã được siêu thoát. Thêm vào nữa mẹ mình có căn có quả, nhưng khi còn sống không trình đồng mở phủ. Nay khi mất và được siêu thoát, may mắn, đi theo hầu ông Hoàng coi quản việc thiên. Ông chỉ dạy cho mẹ mình rất nhiều điều và mẹ chỉ lại cho gia đình. Xung quanh có nhai vướng gì đến việc âm tháp hương mộ mẹ mình mẹ mình đã giúp đỡ mẹ hay nhập vào cô em gái của bố để nói mà nhập rất nhẹ nhàng phút trước là phút sau đã là mẹ không cần gọi gì chính vì vậy mình cũng được dạy rất nhiều về cõi âm về quy trình làm thế nào đúng để không có lỗi với thiên mọi người đừng nghĩ người trần khó người âm người thiên còn khó vạn lần mình từng chứng kiến mẹ làm lỗi bị phạt đau đớn nếu có thời gian sẽ kể dần thiêu có siêu thoát được không xin nhấn mạnh là có Tuy nhiên làm đúng, vì khi thiêu thủ tục nhiều hơn, nếu không làm cẩn thận, người đã khuất sẽ rất khổ. Mẹ mình không thiêu mà chôn tuy nhiên các anh trai mẹ bị bệnh ung thư, qua đời gia đình quyết định thiêu. Lúc đó không biết làm sai, nên mẹ về và mắng trong nhà rất nhiều. Thủ tục thiêu như thế nào mới đúng? Mình đã nói rằng mình là người trần mắt thịt không biết, nhưng mẹ là người hầu, lại được theo hầu ông về bảo sao mình thì mình biết vậy. Nhiều khi thầy cũng làm sai, mẹ mình cũng về bảo nên đến nay cả những thầy cao tay trong vùng gặp mẹ cũng phải nể vài phần bởi vậy không nên tin hết vào thầy cúng vì mẹ mình bảo có người có phép thuật được thiên cho nhìn thấy nhưng có những điều chính thầy còn không biết làm sao sai khiến cho gia đình đi thuê chịu tội mẹ mình bảo mình phải biết làm nói cho người khác không tin thì không trách được mình biết mà không nói vậy nên sẽ nói cho mọi người đầu tiên phải đợi đúng 72 giờ khi mất mới được đem đi thiêu, vì trong vòng 3 ngày đầu sau khi mất hồn phách vẫn trong cơ thể, nếu đem đi thiêu là cưỡng chế. Nếu không thể để đủ 3 ngày khỏi làm lễ xin, mời hồn thoát ra để gia đình có thể đem đi thiêu. Thứ hai là trước khi đưa đi phải khấn với hồn rằng giờ sẽ đem xác đi thiêu tại địa chỉ mời hồn đi theo. Thứ ba tại nơi thiêu việc đầu tiên là phải vào làm lễ khấn quan thần linh cai quản đất có thổ công, sông có hà bá đến nơi mà không khấn quan cho phép thì quan sẽ không cho hồn đồ vào trong đó, lúc sau không được nhận xác. Thứ tư là sau khi thiêu xong, phải có lời khấn mời hồn nhận xác mới, mà không khấn chay phải có cơm trứng thịt, không khấn, nếu không khấn, hồn sẽ không biết đâu là xác của mình mà bơ vơ, bởi vì khi đi ra khỏi nhà là một con người nguyên vẹn, sau đó là một hũ cho cốt. Ngày đó nhà mình không biết bước này nên các bác cứ bơ vơ không tìm được. Sau khi nhận hồn nhận xác thì phải khấn để hồn đi cùng về nơi xe hà huyệt và nhận mộ. Ở nơi hà huyệt thì cũng phải làm lễ khấn quan thần linh cho phép. Các bạn cứ tưởng tượng là bất cứ khu nào cũng đều có quan thần linh coi quản nên làm gì cũng phải xin quan. Khấn hồn nhận xác khi nào? Khi đang thiêu người nhà sẽ chọn hòm để đựng cốt. Ngay sau khi thiêu xong cho cốt là khấn luôn. Khấn rằng đây là xác mới của hồn tên tuổi địa chỉ. Từ nay hồn nhận xác này là theo gia đình Về nơi hạ huyệt Theo như mẹ mình nếu đã sai làm lễ trong vòng 7 ngày Đọc kinh về nhiều thủ tục Làm tại nhà mời vong về Sau đó xin tả lỗi với vong linh Vì làm lỗi rồi dẫn đi từ nhà đến tận mộ Nói rằng đây là xác mới Đây là mộ của vong Nông na là thế Còn câu chữ trao chuốt hơn thì tùy Khấn quan thần linh nơi thiêu và nơi chôn Ví dụ như quan thần linh thì phải có lễ lạt, xôi chè rượu thịt, hoa quả trầu cau, nam mô a di đà phật ba lần tên con là ngụ tại hôm nay gia trung chúng con có chút lòng thành lễ mọn dâng lên quan xin một việc người trong gia trung tên sinh do bệnh nên mất ngày nay gia trung xin được đưa đến đất quan thiêu hỏa mong quan cho phép vong linh được vào đất quan để sau khi hỏa táng được nhận xác mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần với quan thần linh nơi trôn cất các bạn cũng khấn thành khẩn như vậy đó là toàn bộ quy trình Mong ai giúp ai thì giúp Trong 49 ngày đầu tiên rất nên đọc kinh cho người đã khuất nghe Để giảm tội sớm ngày siêu thoát Ở đây rất nhiều người muốn thiêu cho thủ tục gọn lẹ Nhưng họ vẫn thắc mắc là không biết là thiêu như vậy Người nhà có siêu thoát không Thế nên mình chia sẻ Thực sự nếu mọi người đọc kỹ sẽ thấy thủ tục không có gì khó khăn, chỉ tốn thêm một tiếng và rất phù hợp với lẽ thường. Đó là thân xác người khác muốn làm gì, phải mời họ ra, mời ra thì là mời vào, đến nơi cửa quan thì phải xin quan. Bốc bát nhang, quy tắc bốc và kiểm tra linh khí Bốc bát hương hay là thay mới là một trong những nghỉ lễ rất quan trọng trong văn hóa tâm linh người Việt. Không chỉ tại các gia đình, việc bốc bát hương còn diễn ra tại đình chùa Miếu Mạo. Các điện thờ tư nhân trải dài khắp Nam ra Bắc. Về việc này có nguyên tắc, nên thờ mấy bát hương và các bước các kiểm tra như thế nào. Bốc bát hương ở đâu tốt nhất? Đầu tiên phải nói đến địa điểm bốc lô nhang. Nơi bốc cho các vị thần linh thổ bản hay gia tiên lên bốc tại nơi thờ cúng là tốt nhất. Bốc bát hương cho các ngôi điện hay thờ Phật thì có thể bốc tại chùa bát hương những vong linh sống có thụ giới tam bảo hoặc chết có gửi ký hậu tại chùa thì được phép lên chùa bốc mang về. Các ngôi điện thờ thánh thì có thể bốc tại đền phủ hay điện của thầy mang về. Đó là nguyên tắc nhưng theo các cụ xưa thì tốt nhất vẫn là bốc tại chỗ thờ cúng. Thờ mấy bát hương là đúng nhất. Thuở xưa cho đến tận bây giờ một gia đình thường thờ mấy bát hương. Để câu hỏi này cần biết qua về lối thờ của người Việt có một số cách như sau. Thờ tại gia, người bốc ba bát hương, một bát cho thần linh, một bát cho gia tiên một bát cho bà cô tổ cách thứ hai là thờ một bát là bốc một bát chung nhưng có giá hương hoặc ngai thờ cho thần linh bản thổ có bài vị hoặc ngai thờ cho bài vị cho gia tiên kiểu huyền hay các chân linh vong linh bốn đời đối với nhà thờ tổ thì có một bát hương chính và giá hương hay các bài vị thủy tổ và các vị giá hương gia tiên tiền tổ cùng các chân linh bên cung phải là bát hương gia tiên bài vị giá hương bên trái là bài vị bà cô tổ cô con nơi con như thế nếu ở cùng làng phố không thờ được tổ tiên thì thờ thần linh bà cô tổ chi họ nếu ở xa thì thờ đủ đồng thời thường thì ai thờ đó nếu người thờ vi phạm một số yếu tố kiêng kỵ trong lúc bốc bát hương như hoang ốc kim lâu nam sung có thể nhờ bố hoặc là anh trai con trai những người có đức hợp tuổi bốc hộ vì vậy theo tập quán phong tục từng dân tộc từng gia đình có những cách thờ cúng và số bát nhang tương ứng nguyên tắc và các bước bóp bát hương, lô nhang, thủ tục bóp bát hương như thế nào, bóp bát hương sau giờ cũng làm theo nguyên tắc sau. Một làm cốt lệnh thuở xưa các cụ bóp bát hương tồn thất lập thờ trong bát hương có cốt bát hương vậy cốt đó là những gì? Cốt lệnh ở đây chính là ghi tên những vị được thờ, bát nhang đó tôn phụng linh ứng thờ những ai, thần linh hay gia tiên, vong linh như thế nào? Thần chủ lệnh ghi cốt bát nhang, bao giờ cũng được họa các lệnh linh ứng và cấm kết giới, các lệnh âm dương ngũ hành, hậu thiên bát quái, lệnh can chi, lệnh nhật nguyệt quang minh, thập tốc, tốc thuật án tâm hoặc hội nguyên tan tài, tùy theo dòng đạo của người thầy do gia chủ mời đến. Còn vì nào được thờ mà theo Phật thì người thầy có thể lấy la bát nhã để làm lệnh linh ứng cấm giới, chuẩn bị bốc bát nhang. Đối với bát nhang trước khi bốc sẽ phải chuẩn bị cho và thất bảo. Cho chính là rơm dạ của cây lúa tan hàng ngày, vì cây lúa là thực phẩm nuôi sống con người là vật tượng trưng khi lửa đốt hết dơm dạ chỉ còn cho là vật trí âm thất bảo là vàng bạc ngọc ngà châu báu là nhân vật quý giá cũng là vật trí dương người thầy sẽ lấy lá thần chủ viết tên hiệu thần vị vào đó sau đó gói lại bốc cho vào mà chúng ta gọi là nội dương ngoại âm cuối cùng tháp hương nén hương hướng lên trời tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân hay âm dương địa cho bếp và nhân thất bảo Việc này thể hiện sự kết nối âm dương, đồng thời cũng là kết nối hư vô và cõi thực. Nên để gia chủ tự bốc bát hương hay thầy bốc giúp, ai mới được phép bốc bát hương hay gia chủ có tâm vẫn bốc được. Nhiều gia đình vẫn tự bốc nhưng đây là công việc tâm linh quan trọng, nên nhờ nhà sư, thầy hoặc thầy đồng có tâm thì sẽ tốt hơn. Khi bóp và cho, các thầy đều về gia chủ tự tay bóp, trừ khi gia chủ xin phước hay mượn tay thầy hoặc trong nhà có nam giới. Mà gia chủ muốn nhờ thì thầy mới bóp bàn phúc. Còn công việc các thầy chỉ có đến để gia trì yểm linh, hô triệu cúng điểm linh khoai quang, cúng chúc thực nếu cơm canh. Ngoài ra có thể cúng thêm khoa thỉnh thần linh hoặc gia tiên Tùy thường đàn lễ, thường theo luật cũ, bốc cho là lớn bé bảy bốc tay không không hơn không kém. Nguyên tắc khi bốc cho bỏ vào bát nhang không được ấn nhồi, phải bốc căn sao bảy nắm cho vừa đến miệng bát nhang là được. Cho thêm gì vào bát hương khi mới bốc? Đối với người xưa kia đa số dân chúng nghèo khó, ăn còn không có lấy đâu ra thất bảo là vàng bạc ngọc ngà, nhà nghèo thì quý giá nhất chỉ có cái cầy cái cuốc con dao đinh sắt và kim chỉ. Vậy nên thường nhà nghèo xưa nay thất bảo bằng vài cái đinh sắt hay vài cái kim và quấn bằng mấy sợi chỉ thì ngu sắc làm vật quý giá nhất. Xưa nhà có kim chỉ là tốt lắm, còn đa phần là lấy đinh hoặc vài đồng tiền xu, mấy sợi chỉ năm màu, có nhà thời xưa còn không cả kim chỉ thì lấy giấy màu cắt ra tượng trưng. Với lô nhang miền Trung, trước khi bóp xong các cụ hay đổ thêm cát vàng, trong đó có gió và gió biển, nếu chỉ dùng cho dơm dạ, rất sẽ bị thổi bay. Bát hương mới bốc tại sao phải thắp đủ 100 ngày? Bản thân sau khi bốc các thầy sợ ra chủ kém sự tín tâm, thường các thầy cứ bắt người lập thắp hương lễ bái đủ trăm ngày để duy trì cho lô nhang đủ linh khí. Bên cạnh đó, theo quan niệm của người Việt, việc thắp hương 100 ngày giúp mang nhiều may mắn, bình an cho gia chủ, cuộc sống được ấm no hạnh phúc. Ngoài ra, theo phong thủy học thì như vậy có cảm giác không bị lạnh lẽo. Khi bàn thắp hương nóng và mùi trầm làm cho không khí ấm cúng cũng được kích hoạt trường khí tốt cho ngôi nhà của mình kiểm tra bát hương có linh hay không bằng cách nào khi đã bốc bát hương xong xuôi làm thế nào để biết thần linh và gia tiên linh ứng theo đồng thầy tự tuệ trần muốn xem lô nhang hay không ấm chân nhang hay không thì cứ nhờ các thầy cao tay nhìn sẽ biết ngay còn nếu người thường muốn xem lô nhang có linh không cứ mượn đưa bé con nắm ngửa bê đến gần lô nhang nếu bé không quấy khóc mà vui vẻ thì là tốt và ấm còn nếu các bạn không có bé nhỏ thì khoảng 3 tuổi bà bé thắp hương, khi bé đến gần không sợ hãi là được. Hoặc nhà có những người yếu vía thắp hương, hay bị lạnh và đau đầu thì cũng cần xem lại. Nguyên tắc, cứ 12 năm phải bái đảo lại vì cho đã chặt. Bát hương không chỉ đơn thuần là nơi để thờ cúng, tổ tiên thần linh thể hiện sự tôn kính của con cháu, mà còn là niềm kiêu hãnh và mang đậm giá trị tinh thần đối với người Việt. và nên khi bốc bác hương lô hương mới, gia chủ cần đặc biệt quan tâm và chú ý xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh tâm linh việt hãy đồng hành và yêu thích kênh nhiều hơn bằng cách like chia sẻ và comment để đóng góp thêm ý kiến của bạn chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc